Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình. Thì đây, cái vấn đề các bác đặt ra là cái bài mù của chúa thì cái hương vị nó như thế nào là Đà Lạt nhé. Vâng, em mở bác xem. Đấy. Em mù cái này cũng được 2 tuần đấy. À, vậy mấy cậu các bác nhìn chưa? Đấy, quay các bác xem nhé. Mùi của em ấy, nha, các bác nhìn nó không hề mốc ở bên trên luôn. Các bác nhìn nhá, không hề mốc luôn, em ủ em đẩy rất là kỹ, mùi không thể mốc được. Đấy các bác nhìn nhá, hương vị khi mình mở ra nó phải chua chua thơm thơm các bác nhé. À như này các bác này, có một lần em cũng thử em không cho cái cắm gạo ấy thì nó sẽ ra cái mùi tối tối, mùi ủ số xoắn không câu đâu. Các bác phải cho cắm gạo ít nhất qua một đêm thì nó mới xuất hiện là cái mùi chua chua thơm thơm các bác nhé. Còn nếu mà mình không cho cắm gạo thì nó không thể lên cái mùi đâu, mà không lên cái mùi là mùi hỏng ấy. Thì có bác bảo là mồi giòi nó vào, có con giòi bên trong là các bác đã để mồi nó bị hở rồi, con ruồi nó vào được thì nó mới có giòi, thì lúc đấy mồi các bác đã bị hỏng rồi đấy, nó hỏng rồi rất là khó câu. Còn mồi này ấy, để rất là lâu để thoải mái luôn, nhưng mà qua cái quan trọng là các bác phải đậy kín thì mồi để lâu rồi mới giữ cái hương vị, càng để lâu càng chua, càng câu càng càng nhạy em. Rất nhiều anh em có kinh nghiệm thì câu cái mồi nên toàn cá to rồi, nhưng mà nhiều bác không có kinh nghiệm làm mồi ấy, mới làm ấy, làm theo mà cái cảm giác kiểu là hương vị nó không đạt ấy, em rất lo lắng nha. Đấy em giải thích các bác không biết vậy. Mồi phải đúng là chua thơm các bác nhá, không chua thơm là không cầu đâu. Đấy còn các bác bảo làm sao để mồi nó bóp được vào nữa thì em có video hướng dẫn rồi đấy, là phải cho thêm cắm gà để cho mồi khô. Các bác nhớ phải cho cắm gà đến khi nào mồi nó khô xong rồi bắt đầu mình mới cho thêm bột mì vào thì mồi dẻo, thì đôi là bóp vào nữa em cầu mới ok. Cái thứ hai nữa là có bác hỏi như thế này, cái thứ hai có bác hỏi như thế này, bác bảo là khi cái mồi này mà bác nỡ bóp nó khô quá rồi đấy thì có cho nước vào không, thì anh em đừng cho nước vào, thì anh em cho cái này vào bóp thêm vào là được mà. Đấy cái mồi đang ẩm bóp thêm vào tiện mà mồi nó dẻo ra được mà. Đấy, chúc anh em thành công nhá, bởi vì rất nhiều anh em đã lên hàng thứ bài mồi này mà đấy là những người em thấy những người họ đã có kinh nghiệm làm mồi đi câu rồi đấy, họ họ làm rất là giỏi, câu toàn là cá trôi với cá chép rất là khủng rồi. Bản thân em đi câu chỗ chỗ em nó không có nhiều cá to vậy, chưa nên con cá nào 8-9 cân vậy cả. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau, chúc anh em luôn thành công. Đi câu cá nó không phụ thuộc cái duyên các bác nhé, cái duyên của người câu cá nữa cả, chứ không phải là cứ mồi ngon mới lại một tốt là nên là cá đâu, có duyên mới đúng ngày cá nữa cả. Rồi hẹn gặp lại các bác sau nhé, bye bye.